Các bạn thân mến, hôm nay mình tiếp tục với chương trình dạy cho các bạn kỹ thuật phim hoạt hình. Thế thì đây là một chú ngựa mình vẽ bút chì. Chú ngựa này, bây giờ mình sẽ mô tả cái hoạt động của chú ngựa này. Chú này có thể đi lại trên đường hoặc là đang chạy gì đó. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là ở tư thế này là con ngựa nó cúi đầu xuống. Thế bây giờ ở khung hình thứ hai để mình nhìn được cái vết khung hình thứ hai thì các bạn bật cái nút này lên. Các bạn nhìn cho mình ở hai phần trước. Đấy. Mình đặt cái này có nghĩa là mình được nhìn được hai ô nếu như ta có hai ô trước. Thế thì khi chú ngựa này lên đến đây thì chúng ta phải làm gì? Để vẽ được ngựa giống thì chúng ta phải có một cái kỹ thuật rất khéo, chúng ta phải vẽ rất nhiều hình. Nhưng mà ở đây thì tôi mô phỏng các bạn thì tôi có thể là về cái hình 1. Tôi copy toàn bộ. Đó, tôi copy toàn bộ. Và edit tôi chọn copy draw object. Copy object. Sau đó tôi chọn khung hình thứ hai, tôi chọn insert cell. Insert cell. Rồi, bây giờ tôi chọn insert cell và tôi paste object. Thì con ngựa lúc này đã được gì, đã được người ta. Bây giờ chúng ta sẽ ungroup, ungroup. Ok, now chúng ta sẽ chọn lựa chọn select. Bây giờ ta sẽ đẩy con ngựa lên một chút. Ta chọn công cụ perfect đấy. Chúng ta cho ngựa lên như vậy và chúng ta có thể ta chú ý là phát phần lưng lại nhé, sau đó thì các bạn nhấp ra ngoài. Giờ chúng ta tắt thử này đi. Đấy, ngon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái này. Ta sẽ cho phần mông lên một chút. Bây giờ chúng ta cho cái này lên. Bây giờ chúng ta sẽ phóng to lên. Đấy, và bây giờ tôi sẽ chọn chọn cái phần chân này. Ta sẽ sử dụng cái này để ta cắt ra nhé. Các bạn chú ý. Ta sẽ chọn cái
hơi chậm. Ta đẩy về phần như thế và ta chọn tiếp phần tiếp theo là phần chân này. Ta tắt rồi. Và bây giờ ta sẽ vẽ lại cái phần này. Ta sẽ chọn phần đây thì tôi sẽ xóa bớt đi. Tôi chọn này tôi xóa. Chân này lúc này chân bên đây ta lại xóa đi, ta dùng này ta xóa. Này thì chúng ta sẽ dùng để xóa. Và đến khung hình thứ ba ta này ra. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là đây là một cái sự chuyển động con ngựa. Thì bây giờ để vào khung hình thứ ba thì tôi sẽ copy một cell user cell. Ok. Và bây giờ tôi sẽ dán nó lại. Paste.
ta sẽ nâng chân con ngựa lên, ta sẽ chuyển tiếp con ngựa cao cái đầu lên. Thì khi mà nó động tác nó trườn cái chân này lên thì cái đầu của nó sẽ vòng ra đằng kia. Ta sẽ perfect take. Ta chọn và chân lúc này của chúng ta là ta sẽ phải vẽ lại bộ chân. Chân này sẽ tiến lên trên, chân này đá đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái chân kia nhé. Đó, cái chân này lên, chân kia xuống. Xuống đây, chân này xuống một chân bên kia lên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, ta sẽ thể hiện con ngựa ở đây. Ở đây chúng ta sẽ dùng tẩy, tẩy nhé. Tẩy đây các bạn sẽ đưa chân này lên. Đưa chân kia lên. Cái chân này thì ta sẽ xóa đi. Phải xóa nó đi. Các bạn chú ý nhé. Chân này ta cho dài lên tí nữa. Chân này thì ta chõi về sau. Ta sẽ cho ngựa, ta sẽ dùng lấy hai chân này cũng vậy, ta sẽ xóa đấy. Ta delete này, delete this. Chân này ta xóa. Chỗ này thì ta bắt đầu ta vẽ chân như sau.
Rồi chúng ta nhìn. Chèn thêm một khung hình nữa, insert cell. Bây giờ chúng ta sẽ copy từng nữa ra. Rồi bây giờ chúng ta chú ý này, nhìn này. Phần con này thì chúng ta lại vẽ lại, ta chọn công cụ này. Chúng ta xem chuyển động nó nhé. Hôm nay chúng ta cho đuôi lên phòng một chút. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này. 2, 3, ta chọn cycle và cho đến 50. Rồi chúng ta nhìn này. Nó lại chạy nhưng cái đuôi, cái phần phần hông của nó chưa uốn xuống. Chúng ta sẽ điều chỉnh.
Ok, bây giờ ta phải uốn cho nó cái phần mông này thấp xuống nữa. Và ta dừng lại. Ta vào đây. Ta cho 50 ô, 50 khung. Rồi, bây giờ chúng ta đã được một chú ngựa vừa phi vừa chạy, chúng ta nhìn thấy là cũng rất là hấp dẫn đúng không? Giờ chúng ta sẽ cho ngựa chạy trên trên đường. Ok. Bây giờ ta sẽ xóa cái này. Ok, bây giờ ta sẽ bốn cung này cho lên phía sau cổ. Bây giờ mình thu nhỏ lại, các bạn chú ý nhé, mình sẽ thu nhỏ lại.